Để tăng cường các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh COVID-19 tại trung tâm, hãy cùng Ocean Edu nghiêm túc thực hiện hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế như sau. Học sinh cần thực hiện tại nhà các biện pháp xúc miệng, họng bằng nước muối, giữ ấm cơ thể, tập thể dục, đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. Cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ cho học sinh. Trong thời gian học sinh ở lớp, học sinh thực hiện rửa tay với nước sạch và xà phòng theo quy định rửa tay của Bộ Y tế tại các thời điểm sau giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh, khi thấy tay bẩn. Quy trình rửa tay của Bộ Y tế gồm 6 bước, mỗi bước chà 5 lần, tổng thời gian mỗi lần rửa tay tối thiểu là 30 giây. Thêm vào đó, học sinh cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp như che mũi, miệng khi ho và hắt hơi, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng để tránh lây nhiễm bệnh, không dùng chung các đồ dùng cá nhân, nghiêm cấm học sinh khạc nhổ bừa bãi. Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên tại trung tâm, cần tuân thủ quy định chung về phòng chống dịch COVID-19, tự đo nhiệt độ, không đến trường nếu đang cách ly, tập huấn phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, môi trường trong trung tâm. Trong thời gian học sinh có mặt tại trung tâm và đang trong giờ học, mở cửa ra vào và cửa sổ lớp học, hạn chế sử dụng điều hòa trước giờ học, điểm danh và hỏi học sinh có bị sốt, ho, khó thở, mệt mỏi. Phát hiện học sinh ho, sốt, khó thở, mệt mỏi, đưa đến phòng y tế, thông báo cho cơ quan liên quan và phụ huynh. Giáo viên, nhân viên trung tâm sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế. Trung tâm cần bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà phòng và nước sạch, đảm bảo đầy đủ dung dịch khử khuẩn, thường xuyên lau dọn, giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ. Không tổ chức hoạt động tập thể, dã ngoại, tập huấn cho giáo viên, nhân viên về công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, môi trường lớp học. Bố trí người đón, giao học sinh tại cổng trung tâm. Khuyến khích đeo khẩu trang tại trung tâm và trong lớp học. Quy định hướng dẫn học viên thực hiện các nội dung trong phòng chống dịch. Triển khai công tác khử khuẩn tại nhà trường. Phân công kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống dịch. Khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, dung dịch khử khuẩn. Trước khi học sinh quay trở lại trung tâm, vệ sinh xung quanh trung tâm, tổ chức khử khuẩn trường học. Trong thời gian học sinh đi học trở lại, trung tâm tổ chức khử khuẩn trước và sau giờ học, hạn chế sử dụng các dụng cụ học tập, vật liệu không khử khuẩn được. Trường hợp có học sinh có biểu hiện sốt hoặc ho, khó thở thì trung tâm phải thực hiện khử khuẩn theo khuyến cáo và hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Trên đây là hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 tại trung tâm. Hãy cùng Ocean Edu nghiêm túc thực hiện để đảm bảo không gian học tập an toàn mùa dịch COVID-19 và đảm bảo sức khỏe cho học viên.